Nhân dịp Chủ tịch Trung Quốc sinh nhật lần thứ 70, Tổng thống Nga Putin đã gửi tới một thông điệp đặc biệt. Hai lãnh đạo đã nói gì với nhau? Vẫn là các hoạt động đối ngoại bên lề cuộc chiến, Tổng thống Zelensky mới đây lên tiếng hối thúc Thụy Sĩ cho phép xuất khẩu vũ khí sản xuất ở nước này đến Ukraine. Về những vấn đề trên chiến trường, có ý kiến cho rằng Nga đang cố bình thường khi Ukraine có bước tiến trong chiến dịch phản công. Ông Trump Wagner khen Ukraine phản công bình tĩnh, hợp lý. Ukraine nói tiến lên chậm mà chắc, Tổng thống Putin xác nhận Nga mất nhiều xe tăng. Mỹ khẩn trương bổ sung thiết giáp cho Ukraine bù đắp thiệt hại. Các tin tức nổi cộm khác trên toàn cầu. Quan chức EU muốn các nước thành viên cấm thiết bị của Huawei và ZTE. Ngoại trưởng Anh đoàn kết với những nghị sĩ bị Trung Quốc trừng phạt. Nhật Hoàng xem trọng chính sách đối ngoại với Đông Nam Á. Chính phủ Nhật hỗ trợ hơn 800 triệu đô la Mỹ cho Toyota. Các nước nghèo vẫn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng khi giá lương thực cao. Tất cả sẽ có trong chương trình Thời sự quốc tế ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế hôm nay. Sau đây là những thông tin chi tiết. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm, ngày 15 tháng 6, đã ca ngợi Chủ tịch Trung Quốc là người bạn thân mến trong thông điệp nhân dịp sinh nhật lần thứ 70 của ông Tập. Tổng thống Putin nói, thật khó để đánh giá những nỗ lực mà ông đã và đang thực hiện để thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa Nga và Trung Quốc, vốn đã tăng cường hợp tác trong những năm gần đây. Hai lãnh đạo ngày càng thân thiết hơn từ khi Moscow bị phương Tây cô lập do phát động cuộc tấn công vào Ukraine và Moscow ngày càng hướng về Bắc Kinh. Các nhà phân tích nói rằng Trung Quốc nắm thế thượng phong trong mối quan hệ này. Ảnh hưởng của họ đang gia tăng khi sự cô lập quốc tế với Nga ngày càng mạnh mẽ. Ông Putin nói thêm, ông mong đợi những cuộc đối thoại mang tính xây dựng sẽ tiếp tục diễn ra vì lợi ích của người dân Nga và Trung Quốc. Ông Tập được Quốc hội Trung Quốc bầu nhiệm kỳ chủ tịch thứ ba chưa từng có trong tiền lệ vào tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên, nhiệm kỳ của ông bắt đầu khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới phải đối mặt với những trở ngại như tăng trưởng chậm, lĩnh vực bất động sản gặp khó khăn và tỷ lệ sinh giảm. Ông Putin nói tiếp trong thông điệp, việc tái đắc cử đã xác nhận uy tín chính trị và sự ủng hộ rộng rãi cho con đường ông đã chọn. Dưới sự lãnh đạo của ông, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã đạt được những thành công ấn tượng. Nền kinh tế đang tăng trưởng ổn định, phúc lợi của người dân ngày càng cao và vị thế trên thế giới đang được củng cố. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm thứ Năm, ngày 15 tháng 6, kêu gọi Thụy Sĩ cho phép tái xuất vũ khí sang Ukraine, nói rằng động thái này rất quan trọng giúp họ chống lại cuộc tấn công của Nga. Ông gửi thông điệp trong một bài phát biểu qua video trước lưỡng viện Quốc hội Thụy Sĩ. Tôi biết có một cuộc thảo luận ở Thụy Sĩ về việc xuất khẩu vũ khí để bảo vệ Ukraine. Điều đó sẽ rất quan trọng. Chúng tôi cần vũ khí để có thể khôi phục hòa bình. Thụy Sĩ có chính sách lâu dài cấm bất kỳ quốc gia nào mua vũ khí của Thụy Sĩ, tái xuất chúng cho các bên đang xung đột. Thụy Sĩ cũng áp đặt một lệnh cấm vận vào tháng 11 năm 2022, không bán đạn dược cho Nga hoặc Ukraine. Vấn đề trên đã gây ra cuộc tranh luận rộng rãi ở Thụy Sĩ, quốc gia đang cân bằng truyền thống đối ngoại trung lập, trong khi xem xét mối quan tâm của các nước láng giềng châu Âu và ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Tổng thống Zelensky mặc một chiếc áo phông đen có in chữ Ukraine trước ngực, cảm ơn Thụy Sĩ vì đã thông qua các biện pháp trừng phạt của EU lên Nga, kêu gọi nước này tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu về Ukraine. Ông nói tiếp, điều rất quan trọng là phải thể hiện sự đoàn kết vì những biện pháp trừng phạt này sẽ giúp chúng ta chấm dứt hành vi gây hấn. Chúng ta phải tăng cường các biện pháp trừng phạt. Tôi muốn mời bạn tổ chức một hội nghị thượng đỉnh về hòa bình toàn cầu. Bạn có thể đóng vai trò lãnh đạo ở đó. Bạn có thể mang kinh nghiệm hòa bình của mình và tổ chức một hội nghị thượng đỉnh như vậy. Bài phát biểu đã gây ra căng thẳng trong Quốc hội Thụy Sĩ khi đảng Nhân dân Thụy Sĩ SVP, cánh hữu, đã bác bỏ bài phát biểu, nói rằng nó vi phạm tính trung lập của đất nước và Tổng thống Ukraine đã quá kiêu ngạo khi nghĩ rằng ông có quyền ra lệnh và dắt mũi các nước khác. Chính phủ Nga hôm thứ Năm ngày 15 tháng 6 đã công bố kế hoạch tổ chức bầu cử tại các khu vực đang kiểm soát ở Ukraine.
Đây là nỗ lực mới nhất của Moscow để khẳng định rằng những khu vực này thuộc chủ quyền của họ, ngay cả khi cuộc phản công hiện nay của Ukraine đã đẩy lùi quân đội Nga ở một số khu vực. Cuộc tấn công của Ukraine đang ở giai đoạn đầu. Các chuyên gia quân sự tin rằng những trận chiến quyết định vẫn còn ở phía trước. Nhưng những ngôi làng bị lực lượng Ukraine chiếm lại gần đây là bằng chứng cho thấy sự tiến bộ của Kiev kể từ năm ngoái. Báo chí đã đến các làng Neskovny và Stronove trong hai ngày qua, xác nhận độc lập đầu tiên về việc Ukraine đã tiến vài km về phía nam dọc theo sông Mokry Zali vào các khu vực mà Nga đã chiếm giữ kể từ những ngày đầu của cuộc chiến. Trong khi đó, Moscow không thừa nhận bị mất những ngôi làng này, thông báo họ đã gây ra thương vong nặng nề cho các đơn vị Ukraine, nhất là ở Zaporizhia. Quân đội Ukraine đã giữ im lặng về chiến dịch trong hơn một tuần, lên tiếng hôm thứ Năm ngày 15 tháng 6 để thông báo tiến độ và tổ chức cuộc họp báo toàn diện đầu tiên kể từ khi cuộc phản công bắt đầu. Chuẩn tướng Oleksiy Hromov cho biết, quân đội Ukraine cho đến nay đã chiếm được ít nhất 7 khu định cư và 100 km lãnh thổ trong hai cuộc tiến công lớn ở phía Nam. Ông nói thêm, chúng tôi sẵn sàng tiếp tục chiến đấu để giải phóng lãnh thổ của mình, cho dù bằng tay không. Quân đội Ukraine ở mặt trận phía Nam đã tiến được 7 km dọc theo sông Mokry Zali, cũng như 3 km trên một trục khác xa hơn về phía Tây, gần làng Malatokmashka. Ukraine cũng mô tả những bước tiến về phía đông xung quanh thành phố Bakhmut bị tàn phá mà Moscow đã chiếm được vào tháng trước. Bakhmut chứng kiến cuộc giao tranh trên bộ đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II. Tổng thống Vladimir Putin tuần này nhấn mạnh rằng các mục tiêu của Nga ở Ukraine vẫn không thay đổi, bất chấp cuộc phản công của Ukraine. Ông tuyên bố các lực lượng Nga đã gây thương vong cho Ukraine gấp 10 lần so với những gì họ phải chịu đựng. Phía Nga cũng thông báo rằng họ đang lên kế hoạch bầu cử ở các vùng lãnh thổ chiếm đóng, như nỗ lực mới nhất của Moscow nhằm truyền đạt rằng tình hình đã ổn định. Hãng thông tấn nhà nước TASS cho biết cả Bộ Quốc phòng và Cơ quan An ninh Liên bang FSB đã kết luận rằng cuộc bỏ phiếu có thể diễn ra vào tháng 9. Năm ngoái, Nga tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine, mặc dù nước này không kiểm soát hoàn toàn bất kỳ tỉnh nào. Kiev nói rằng tất cả các cuộc bầu cử do Nga tổ chức trên lãnh thổ Ukraine là không hợp lệ và bất hợp pháp. Bài kiểm tra lớn cho cuộc tấn công của Ukraine vẫn chưa đến. Nga đã có nhiều tháng để chuẩn bị. Quân đội Ukraine vẫn chưa tiếp cận được tuyến phòng thủ dày đặc của Nga. Một số tin rằng Kiev đã chuẩn bị lực lượng tấn công gồm khoảng 12 lữ đoàn. Mỗi lữ đoàn có hàng nghìn binh sĩ, hầu hết sử dụng các phương tiện bọc thép của phương Tây. Về phần mình, Nga công bố hình ảnh xe tăng và xe bọc thép của phương Tây mà nước này đã phá hủy hoặc thu giữ. Tại Brussels, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin chủ trì cuộc họp mới nhất của NATO và đối tác để điều phối các khoản tài trợ vũ khí phương Tây dành cho Ukraine. Ông phát biểu, tôi yêu cầu các thành viên của nhóm tiếp tục đẩy mạnh cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không và đạn dược mà nước này cần để tự vệ. Ông Trump Wagner Prigozhin ngày 14 tháng 6 đã khen ngợi cuộc phản công của Ukraine, theo tạp chí Mỹ Newsweek. Hãng tin này cũng cho biết Ukraine tuyên bố kiểm soát 7 khu dân cư miền đông sau hơn một tuần phản công. Theo Newsweek, trong một đoạn video, ông Prigozhin nhận định Ukraine thể hiện năng lực ổn định khi phản công, chiến dịch cũng đang diễn ra thận trọng và phía Nga chưa làm đủ để ngăn đà tiến của đối phương. Ông Prigozhin nói, Ukraine đã bắt đầu phản công, tôi sẽ nói những gì mình nghĩ. Họ đang di chuyển chính xác, làm mọi thứ một cách hợp lý. Họ chia cắt một số khu vực nhất định ở hướng Zaporizhia. Đồng thời họ bảo vệ được bên sườn của mình. Các trận đánh lớn tiếp tục nổ ra ở Urozhai. Ông Prigozhin ước tính phía Ukraine đã tái kiểm soát khoảng 100 km vuông đất từ Nga. Ông Trung Wagner đánh giá, Ukraine tiến lên cẩn thận và bình tĩnh. Họ mất một số chiếc xe tăng Leopard và xe chiến đấu Bradley. Nhưng mất mát khi chiến đấu là không thể tránh khỏi. Tôi không phải đang ca ngợi hay khích lệ Ukraine, mà chỉ nhìn nhận thực tế tình hình. Nga ngày 13 tháng 6 cho biết đã thu giữ nhiều phương tiện Leopard và Bradley mà quân Ukraine bỏ lại sau nỗ lực tiến công thất bại. Đó là chiến lợi phẩm mà Nga thu được ở Zaporizhia, Bộ Quốc phòng ở Moscow tuyên bố. Ông Prigozhin nói còn quá sớm để Nga có thể ăn mừng và Moscow cần làm nhiều hơn để chặn đứng Ukraine. Ông nói thêm, chúng ta phải huy động, tập hợp quân và phải hiểu rằng đối phương sẽ không dừng lại trừ khi họ bị đánh bại hoặc họ đạt được kết quả tích cực. Theo tôi, hiện giờ quân Nga chưa làm đủ để cản phá sự phản công của địch.
Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia ngày 14 tháng 6 cập nhật tình hình chiến trận cho biết các cuộc chạm trán nảy lửa tiếp tục diễn ra. Bà nói Ukraine và Nga đều tiến hành tấn công theo nhiều hướng, khiến cục diện phức tạp kết hợp giữa công và thủ ở các nơi. Bà Malia khẳng định lực lượng Nga đang cố gắng ngăn chặn mũi tấn công của Ukraine bằng cách tăng cường pháo kích và không kích. Bà nói, chúng tôi cũng thấy kẻ địch tích cực sử dụng tên lửa chống tăng có dẫn đường và máy bay không người lái tự hủy trong nỗ lực ngăn chặn cuộc tấn công của chúng tôi, và Nga đã gây ra nhiều thiệt hại cho quân ta. Cũng theo Thứ trưởng Malia, quân đội Ukraine đang gặp khó khăn khi tiến quân ở phía Nam vì các bãi mìn. Tuy vậy, bà nhấn mạnh quân Ukraine tiến lên chậm mà chắc. Trong cập nhật mới nhất, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Nga đã thực hiện 37 cuộc không kích và 32 đợt pháo kích vào vị trí quân đội Ukraine trong ngày 13 tháng 6. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13 tháng 6 cho biết Moscow đã ngăn chặn hiệu quả cuộc phản công của Ukraine cho đến nay, nhưng thừa nhận Nga đã mất một lượng lớn xe tăng và thiếu các thiết bị quan trọng như máy bay không người lái khi giao tranh ở miền Nam và miền Đông Ukraine càng lúc càng nóng lên. Trong cuộc họp ngày 13 tháng 6 với phóng viên chiến trường và blogger quân sự Nga, ông Putin cũng nói, không cần thiết phải tuyên bố thiết quân luật hay một đợt động viên mới ở Nga, bất chấp điều mà ông gọi là cuộc tấn công quy mô lớn của Kyiv. Tờ Politico cho hay chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang gấp rút đưa thêm xe bọc thép tới Ukraine khi lực lượng của Kyiv sớm chịu tổn thất trong chiến dịch phản công. Hoa Kỳ ngày 13 tháng 6 thông báo gửi thêm 15 xe chiến đấu Bradley tới Ukraine, bù đắp cho những chiếc xe bị mất mát hoặc hư hại. Số phương tiện này nằm trong gói viện trợ mới trị giá 325 triệu đô la. Bên cạnh Bradley, gói này còn bao gồm xe chiến đấu Skycher, đạn pháo và tên lửa phòng không. Đến nay thì Mỹ gửi cho Ukraine gần 130 xe chiến đấu Bradley, cũng như là huấn luyện sử dụng. Gần đây, truyền thông Nga và phương Tây cho biết là Ukraine mất ít nhất 16 xe tăng này và 4 xe tăng Leopard sau khi tấn công thất bại và bị Nga phục kích. Kyiv không cung cấp con số chính thức về tổn thất trên chiến trường. Các quốc gia NATO đã huấn luyện hàng chục nghìn binh sĩ Ukraine từ năm 2022. Nhiều người trong số họ hiện tham gia cuộc chiến trên một vùng lãnh thổ rộng lớn, trải dài 1.000 cây số, sử dụng xe chiến đấu Bradley Skycher của Mỹ và xe tăng chủ lực Leopard do Đức sản xuất. Lvov đã cam kết cung cấp 31 xe tăng Abram, cũng như là người Ukraine vẫn đang được huấn luyện sử dụng chúng ở Ba Lan. Xe tăng chủ lực của Mỹ sẽ không xuất hiện trên chiến trường trong vài tháng tới. Việc vận chuyển và triển khai chúng mất nhiều thời gian. Không giống như cuộc tấn công chớp nhoáng bất ngờ để giành lại hàng trăm km vuông lãnh thổ vào mùa thu năm ngoái, Kyiv đã hạ thấp kỳ vọng về cuộc phản công đang diễn ra. Đó là do lực lượng Nga được trang bị tốt hơn, sẵn sàng đón đầu Ukraine sau những bãi mìn dày đặc. Tại đồi Capitol, Hạ nghị sĩ Mike Wall cho biết, mọi thứ sẽ diễn ra chậm rãi. Là một cựu sĩ quan tăng thiết giáp, tôi có thể nói rằng việc vượt qua các loạn chiến hào và tuyến phòng thủ đó là vô cùng khó khăn, tốn kém. Nhưng nếu Ukraine làm đúng, họ có thể đạt được bước tiến và tiết kiệm được xe tăng do phương Tây cung cấp. Theo Politico, Ukraine dự kiến sẽ sớm có thêm viện trợ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân tướng Mark Milley đã tới Đức để tham dự nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine và tiếp theo là các cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng NATO. Người đứng đầu ngành công nghiệp của EU, ông Thierry Breton, vào hôm thứ Năm ngày 15 tháng 6 kêu gọi các quốc gia thành viên tham gia cùng 10 quốc gia trước đó đã hạn chế hoặc cấm thiết bị của Huawei và ZTE trong mạng viễn thông 5G với lý do an ninh. Ông Breton trong những tuần gần đây đã bày tỏ lo ngại rằng một số quốc gia EU nhận thấy rủi ro nhưng vẫn sử dụng thiết bị của Huawei và ZTE chỉ vì giá rẻ và không muốn mất lòng Trung Quốc. Các hướng dẫn của Liên minh châu Âu được thông qua 2 năm trước kêu gọi 27 quốc gia thành viên đánh giá mức độ rủi ro của các nhà cung cấp, sau đó hình thành chính sách có thể cấm hoặc hạn chế những nhà cung cấp có sự rủi ro cao. Ông Breton nói tiếp trong một cuộc họp báo rằng, cho đến nay chỉ 10 quốc gia đã hạn chế hoặc cấm các nhà cung cấp có rủi ro cao. Điều này là quá chậm, gây ra vấn đề bảo mật và làm lộ bí mật an ninh tập thể của Liên minh. Nó cũng tạo ra sự phụ thuộc lớn cho EU và thiết bị viễn thông Trung Quốc. Ông khẳng định các quyết sách của EU nhằm hạn chế hoặc cấm hoàn toàn Huawei và ZTE là phù hợp với hướng dẫn liên quan đến phát triển 5G của khối. Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser cho biết vào tháng 4 vừa rồi, Berlin đang kiểm tra các thành phần từ Trung Quốc trong mạng 5G của mình, trong khi Bồ Đào Nha vào tháng trước đã ban hành nghị quyết có thể cấm các nhà khai thác dịch vụ viễn thông sử dụng thiết bị Trung Quốc trong mạng di động 5G.
Huawei và ZTE đã bác bỏ mạnh mẽ cáo buộc của phương Tây rằng thiết bị của họ có thể được sử dụng cho mục đích gián điệp. Ngoại trưởng James Cleverly vào hôm thứ Năm ngày 15 tháng 6 đã bày tỏ tình đoàn kết với một nhóm các nhà lập pháp Anh bị Trung Quốc trừng phạt vào năm 2021. Ông Cleverly thông báo trên Twitter rằng ông đã gặp các thành viên được bầu của Quốc hội là các nghị sĩ Nurse Ghani, Tim Lawton và Helena Kennedy. Ba người này đã bị Trung Quốc phạt vào năm 2021 cùng với một số người khác vì đã lan truyền điều mà Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi là lời dối trá và thông tin sai lệch liên quan đến tình hình nhân quyền ở Tân Cương. Những nghị sĩ này sẽ không được đến hoặc giao dịch với bất kỳ thực thể nào ở Trung Quốc, Hồng Kông và Macau. Tài sản của họ ở đó, nếu có, sẽ bị đóng băng. Ông Cleverly nói thêm, phía Trung Quốc trừng phạt các nghị sĩ Vương quốc Anh là đáng thất vọng. Họ nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của chúng tôi. Cùng với họ, chúng tôi sẽ tiếp tục lên án những hành động của Trung Quốc trong và ngoài nước. Việc lên án các biện pháp trừng phạt diễn ra vài ngày sau khi một số nguồn tin cho biết ông Cleverly có thể đến thăm Trung Quốc vào tháng tới. Chuyến đi là dấu hiệu trong nỗ lực giảm căng thẳng giữa hai nước. Hoàng đế Nhật Bản Naruhito vào hôm thứ Năm ngày 15 tháng 6 cho biết hợp tác với các nước đang phát triển là chìa khóa để giải quyết vấn đề toàn cầu như là biến đổi khí hậu. Phát biểu đưa ra khi ông chuẩn bị tới Indonesia trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên kể từ khi lên ngôi vào năm 2019. Ông cũng thừa nhận khoảng thời gian khó khăn trong quan hệ với nước này, ám chỉ việc Nhật chiếm đóng Tây Ấn, tức Indonesia, ngày nay thuộc Hà Lan trong thời chiến thế giới thứ hai. Nhật Hoàng Naruhito, cháu trai của Hoàng đế Hirohito, là vị vua đầu tiên của Nhật Bản sinh ra sau chiến tranh. Ông sẽ tham gia chuyến công du tới Indonesia cùng vợ, Hoàng hậu Masako. Ông nói trong cuộc họp báo được tổ chức tại Cung điện Hoàng gia ở Tokyo rằng, làm việc với các quốc gia mới nổi và đang phát triển ngày càng trở nên quan trọng để giải quyết vấn đề toàn cầu như là chống biến đổi khí hậu, khủng hoảng năng lượng và khủng hoảng lương thực. Lưu ý 2023 đánh dấu 50 năm quan hệ giữa Nhật Bản và khối Đông Nam Á ASEAN. Ông hy vọng sẽ thấy mối quan hệ ngày càng sâu sắc hơn giữa Nhật Bản và các nước chủ tịch ASEAN. Ông hy vọng sẽ thấy mối quan hệ ngày càng sâu sắc hơn giữa Nhật Bản và nước chủ tịch ASEAN là Indonesia thông qua chuyến công du bắt đầu từ ngày 17 tháng 6. Tại cuộc họp báo, Nhật Hoàng Naruhito nói ông thường xuyên nghe về kinh nghiệm thời chiến của cha mẹ mình. Ông sẽ kế thừa sự cống hiến của họ cho hòa bình. Ông chia sẻ tiếp, đã có một thời gian khó khăn trong quan hệ của chúng tôi với Indonesia. Trái tim tôi khổ sở khi nghĩ đến nhiều sinh mạng đã mất, cũng như nỗi cực nhọc và đau đớn của người dân trong chiến tranh. Indonesia khi đó là thuộc địa của Hà Lan bị quân Nhật kiểm soát từ năm 1942 đến khi chiến tranh kết thúc vào tháng 8 năm 1945. Nước này tuyên bố độc lập vài ngày sau khi chiến sự kết thúc. Tờ Nikkei vừa cho biết chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ Toyota khoảng 120 tỷ yên, tương đương với 854 triệu đô la Mỹ cho kế hoạch đầu tư vào sản xuất pin lithium-ion được sử dụng trong xe điện. Toyota tuần này đã đưa ra một kế hoạch sâu rộng về phát triển xe điện và pin dùng trong xe điện. Các lĩnh vực này, tập đoàn xe hơi hàng đầu Nhật Bản đang bị đối thủ bỏ xa, nhất là Tesla của tỷ phú Elon Musk. Sự giúp đỡ của chính phủ đối với Toyota diễn ra khi Nhật Bản và các đồng minh khác của Hoa Kỳ muốn tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, quốc gia đóng vai trò quan trọng trong sản xuất pin xe điện. Bộ Thương mại Nhật Bản đã chỉ định lĩnh vực sản xuất pin lưu trữ điện là yếu tố quan trọng đối với an ninh kinh tế và dành 330 tỷ yên tương đương với 1,7 tỷ đô la Mỹ trong ngân sách bổ sung để hỗ trợ cung cấp và phát triển. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO vào ngày 15 tháng 6 cho biết giá lương thực cao đang khiến các quốc gia nghèo phải cắt giảm nhập khẩu trong nửa đầu năm. FAO cho biết trong báo cáo triển vọng lương thực toàn cầu phát hành 6 tháng một lần là sản lượng ngô, sữa và thịt toàn cầu đã tăng trong năm nay, cho phép các quốc gia phát triển tăng cường nhập khẩu, như nhập khẩu của 47 quốc gia kém phát triển nhất thế giới, chủ yếu ở châu Phi, đã giảm 1,5%. Mức giảm là gần 5% ở các nước đang phát triển nhập khẩu lương thực ròng như là Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Pakistan. Cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, một nước xuất khẩu ngũ cốc lớn, đã khiến giá lương thực và năng lượng tăng vọt vào năm ngoái. Mặc dù giá ngũ cốc và dầu ăn đã giảm nhẹ so với mức đỉnh từ tháng 3 năm ngoái, nhưng nhìn chung chúng vẫn ở mức cao. Giá trái cây, rau và các sản phẩm hàng ngày đang tiếp tục tăng do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các nông trại trên toàn cầu, từ Nam Mỹ đến châu Âu và châu Úc. FAO dự đoán giá trị nhập khẩu lương thực toàn cầu năm 2023 sẽ đạt 1,98 nghìn tỷ đô la Mỹ, tăng 1,5% so với năm 2022, nhưng khối lượng ít hơn bởi giá cao hơn. Các nước nghèo nhất ở châu Phi buộc phải giảm nhập khẩu lương thực, khiến tình trạng đói kém thêm phức tạp. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến cuộc xung đột cục bộ ở khắp nơi. Đói nghèo được cho là mảnh đất màu mỡ, giúp các nhóm phiến quân và thánh chiến tuyển dụng binh sĩ.
Chương trình Thời sự quốc tế của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin được chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.